Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải 60 đề kiểm tra và đề thi toán lớp 2. Đề hôm nay chúng ta sẽ làm là đề số 40. Câu số 1, điền dấu lớn, dấu bé tích hợp và ô trống. 6 x 4 là bằng 24. 3 x 7 là 21. 24 lớn hơn 21. 5 x 3 là 15. 4 x 8 là bằng 32. 15 bé hơn 32. 21 ta chia cho 3 là bằng 7. 7 x 1 là bằng 7. Bên này 7, bên kia 7 bằng nhau. Chúng ta qua câu số 2 tính. 2 x 2 là bằng 4. 4 x cho 6 là bằng là 24. 4 x 3 là 12. 12 ta cộng 5 là bằng là 17. 3 nhân cho 6 là 10, 18. 18 là trừ cho 9 là bằng là 9. Chỗ này hết giá cho nên thầy ghi vắn tắt là 9 luôn. 3 nhân 6 là 18 này. 18 là trừ cho 9 là bằng 9. Chúng ta qua câu tiếp theo. Câu số 3. Viết các số 108, 155, 137, 162, 145 theo thứ tự là từ bé đến lớn. Như ở trong này thì chúng ta xem là số nào bé nhất. Là số 108 là số bé nhất này. Rồi tới 140 137 này, số này xong ha. 137 này. Rồi tới 145 này. Xong. 155 này. Và 162. Rồi, từ lớn đến bé chúng ta viết ngược của dãy này lại. 162 này. 155 này. 145 này. 137 này. Và 108. Chúng ta qua câu tiếp theo là câu số 4. Nối mỗi số sau với cách đọc tương ứng. Này là 368. 368, 368, nhẹ cái này vào đây. Này là 814. 814. 576. 576. 432. 432. 213. 213. 738. 738. Chúng ta qua câu tiếp theo là câu số 5. Điền các số trồng trăm khác nhau vào ổ trống. Số trồng trăm, cái này là 700. 700 ta trừ cho bao nhiêu chỗ này? Mấy trăm chỗ này, ta trừ tiếp mấy trăm chỗ này. Còn đây là 200 à. Như vậy chứ người ta yêu cầu là điền số khác nhau nha. 700 ta trừ cho 100 đi, được không? 700 ta trừ 100 như vậy còn là 600. 600 ta trừ cho 400 là bằng là 200. Rồi nó cũng y chang như vậy thì chúng ta sẽ điền là gì đây? 700 ta trừ cho chỗ này là bao nhiêu đây? 300 đi. 300 như vậy còn 400. 400 ta trừ cho 200. Ta trừ cho 300. Nên chúng ta sẽ điền là 300. 700 ta trừ cho 300 bằng 400. 400 ta trừ cho 200 thì còn là 200. 800 ta trừ cho bao nhiêu? Còn lại là đây là dưới này là 300. 800 ta trừ cho 100 đi ha, 100 thì còn lại là 7. 100 đi. Còn lại là 700. 700 ta trừ cho 7. 7 ta trừ cho 4 là còn là 3, đúng không? 800 ta trừ 100 cùng 700 này, 700 ta trừ 400 này còn là 300.
Rồi chỗ này chúng ta sẽ điền là 800 ta trừ cho 200 đi. 800 trừ 200 còn là 600. 600 mà ta trừ cho 300. 300 vậy còn lại là 300. Chúng ta qua câu tiếp theo là câu số 6. Đúng thì ghi D, sai thì gạch vào trống. Số thêm 215 thì được là 400 là. Cái số nào đó thêm với là 215 là được 400 thì có nghĩa là chúng ta hiểu như thế này nè. Chúng ta gọi con số đó là x đi, nè. X ta cộng cho 215 thì bằng là 400. Nè. Như vậy chúng ta tìm x, nè. Tìm x có nghĩa là ta lấy 400 ta trừ cho 215 bằng bao nhiêu? 0 ta trừ cho 0 ta trừ cho 5 là bằng 5, 5 ta trả 1, 1 1 2. 8 mà ta trừ cho 10 ta trừ cho 2 là bằng 8. 8 trả 1 185. Nha. 185 ta cộng với cái này là ra 400. Vậy cái này là đúng nè. Cái này là sai nè. Số lái 7 lần thì được là 21. Như vậy con số nào đó, con số nào đó mà chúng ta sẽ lấy 7 lần. Vậy con số nào đó x ta nhân cho là 7, như vậy là bằng 21. Như vậy là con số nào? 3, đúng không? 3. 3 nhân 7 là 21, cái này đúng rồi. Cái này là sai. Chúng ta qua câu số 7. Cô giáo có 28 cây bút chia đều cho 4 bạn học sinh, hỏi mỗi bạn là có bao nhiêu cây bút? Ta lấy 28 là chia 4 là được 7. Số cây bút mỗi bạn được là. Cây bút mỗi bạn được là 28 ta chia cho 4 là bằng 7 cây bút đáp số là 7 cây bút. Chúng ta qua trang tiếp theo. Câu số 8. Khoan và chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. So sánh chu vi hình tam giác ABC và hình tứ giác AGHK. Như vậy thì muốn tính cái chu vi của cái hình tam giác thì chúng ta sẽ lấy ba cạnh này cộng lại với nhau. Nào. 3 ta cộng cho 5 ta cộng với lại 6 là bằng 358 864 cm. Còn chu vi của hình tứ giác này là ta lấy 3 này, ta cộng 4 này, ta cộng 4, ta cộng 5 này. 3 cộng 4 cộng 4 cộng 5 bằng 347. 7 với lại là 4 là 11. 11 với 5 là 16 cm. Như vậy chúng ta thấy là bên này là 14 cm, bên này là 16 cm, và bên này sẽ lớn hơn bên này. Chu vi hình tam giác ABC bằng chu vi hình tứ giác, như vậy em phải. Chu vi hình tam giác ABC lớn hơn chu vi hình tứ giác, này em phải. Chu vi hình tam giác bé hơn chu vi hình tứ giác, như vậy câu này là câu C là đúng. Bên này 14, bên này 16, bên này lớn hơn. Hoặc nó ngược lại là bên này sẽ bé hơn bên này. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc bài học tốt.